Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nhà mình đây theo từ đường phố đấy người nha. Chào anh em của em hãy đại chế mình đây theo từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video cho anh em xem video về like xe thay đăng kênh nhân kỳ phạm chiến nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn code hốt quà mới của Lamy anh em. Lamy mới phát quà mới mới này anh em đã nhận chưa? Quà livestream mới đấy các bạn, vô cùng ngon lành luôn. Nếu anh em chưa nhận thì tranh thủ cùng mình đi nhận nha. Ok. Đây các bạn điểm qua luôn. Ok đây anh em đến hẹn lại lên thì lâu lắm rồi Lamy mới có buổi livestream anh em. Buổi livestream này là mục đích chính của buổi livestream này của Lamy là voucher random ra 32 cặp đấu của cái giải ao làng tới anh em này. Giải ao làng Margin Fox đó thì sắp tới sẽ có anh em 32 vị truyền trưởng ngẫu nhiên sẽ được nhận anh em, trong đó tôi chẳng biết có tôi không. Đấy thì tiện buổi livestream thì Lamy cũng phát code và phát quà cho anh em khá là nhiều. Không biết là anh em đã tranh thủ nhận chưa? Từ tôi vào bình luận cho dễ anh em. Đây các bạn bình luận đây. Đầu tiên là Belly 72 giờ, đã FP 72 giờ, thùng bia 20 thùng, cường hóa 15k và một dương trang bị X1 anh em. Khi đạt được 5k like, 5k xe và là được anh em. Tiếp theo là đâu rồi nhỉ? Bạn đầu tiên mang số báo danh là Uầy SHTH Kim Chi S1. Sao mà vote cho nó chuẩn thế nhỉ? Sao không biết có tiền tô không ta? Ok, nhấn trên trường đăng ký. Ok, tuyển thủ rồi nhìn trái số thùng. Đây ra đặc biệt số này nào, 100 thùng bia muốn Evan thì giơ tay. Nắm Evan lắm các bạn. Nói chung như buổi live này rất nhiều Evan luôn. Lamy hiện tại chưa phát hết đây, ngoài ra còn tặng thêm anh em này. Đây tặng thêm xin đã xin thêm quà tăng con số lên thôi anh em. Bây giờ 50 thùng bia. Nếu đạt 5k like và 5k xe các bạn biết nãy đạt chưa? Đấy, cực mạnh rồi xe luôn. Đâu rồi? Còn anh em. Đây. Ngoài ra thì chúng ta có một mã code anh em, mã code đen chúng ta là bốc thăm 292709 anh em. Đấy, ngoài ra thì Belly đã cường hóa và cơm Sanji 100, huy hiệu đánh boss 20. Phần quà mốc live xe sẽ được trao 24 giờ sau khi kết thúc buổi livestream anh em. Thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa nhận được các bạn, vì đây buổi live mà kết thúc thì tôi quay video luôn rồi. Đây các bạn, mốc live xe chúng ta thừa rồi các bạn đó. Giờ đợi quà thôi anh em. Ok, đây thì quà của Lamy thì vẫn chưa về anh em. Trong lúc này thì thôi chúng ta sẽ đi nhập code mới anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ tranh thủ đi nhập quả code mới vào các bạn. Đây, code mới của Lamy vào nào. Có đè có mang tên là bốc tham 2709 các bạn. Rồi ok, với code này thì anh em sẽ nhận được 500 kim cương. Hơi bèo các bạn, nhưng thôi cả anh em lâu lắm rồi Lamy mới phát quà như này cũng là vui rồi. Thật sự lâu lắm rồi mới có gift code live stream bốc tham anh em. Đó, lâu lắm rồi có gift code live stream các bạn. Đó. Ok, có ăn không không chê các bạn, nhận vào về nào. Ok, có thêm một lượt đánh boss nữa này, cũng được của nó anh em. Nhận luôn. Nhận tiếp. Rồi 14 lần rồi. Xem đổi gì cho hợp lý anh em. Phó trang tích không tới này, đổi form 16 tính sau anh em. Rồi ok. Đó là sương sương về vấn đề mới của bên nhà phát hành anh em. Đó thì có quà có code thế thôi. Anh em nói chứa thì tranh thủ nhanh tay tham gia để nhận nhá. Ở đâu giờ đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy sự kiện này anh em. Đầu tiên là đi kiếm thần thú này, top 8, xem nào rất top thì tôi lại kéo lên anh em. Đó đánh tiết lộ này không kéo được rồi. Cái này không kéo được rồi anh em, đó đánh tiết lộ là thấy không kéo được rồi. Chiếm sát thương bị khi bị đánh chín mạng. Kháng xuyên thủ, ok. Này bên này phát anh em, này cho bên này quẩy phát này. Đó, bên đó hỗ trợ quẩy phát. Này nào, đó. Được cái bây giờ bên hỗ trợ này có thêm Redu anh em, đó, gây sát thương đam. Một trường thương thủ hỗ trợ mà gây sát thương ngon nhất hiện tại anh em, đó. Ok luôn. Top 8. Top 13. Ok, làm ván cho cô lù luôn anh em. Đấm nào. Hay quá, 1 triệu sát thương chuẩn luôn. Nụ cứ đấm nụ ulti là 1 triệu sát thương chuẩn các bạn, đấy. Đó, chương trình đấm ké bắt đầu anh em. Đó, chương trình đấm ké của lù bắt đầu. Phanh
anh kia đâu, ulti nào. Đó. Hancock nữa, chuẩn luôn. Đấy, tích nộ luôn, phát sau anh Sabo anh ulti các bạn. Đang dư rồi, tôi đẩy phút, tôi đang dư điểm tôi đẩy cho Sabo lên đấy nữa giờ anh em. Đấm nào, đấm nào. Đấm nào, đấm nào. Ok, bỏ qua. Ok, xem nào. Hơn 100k thôi cũng được các bạn. Nó bị giảm sát thương mạo kích mà. Top máy top 9 rồi anh em. Ok, còn trận cuối thì chắc lại bem vào độ này. Còn em này gì này, từ từ xem đã. Khi tấn công xóa bỏ hiệu ứng và dấu. Thôi, thế thì tí nữa thì toang anh em. Như vậy thì làm sao mà có sát thương được các bạn. Quên mất thì để ý ký đấy các bạn, không làm toang ấy. Rồi, anh em mới cân nhắc vấn đề đấy. Rồi ok, lên top 7 cũng được rồi. Rồi ngon tem luôn. Mê cung, quen mê cung cái nào. Ok, theo chúng ta chuẩn bị có một giải ao làng vô cùng hoành tráng, có hấp dẫn hay không thì chưa biết anh em. Đến từ nhà phát hành của chúng ta. Đây. Gì đấy? Đấu đơn à. Toàn đấu đơn này. Đây anh em, hệ thống đây. Đó. Chờ live stream bộ giải đấu anh em. Giải ao làng. Nhận điểm về nào. Hôm nay nhà sang chỗ Usopp thì phải này. Hôm nay là Usopp khưng là
Đáo lại vị trí, đổi lại vị trí. Bỏ anh luật thêm cái này, xem thử nhà xem sao anh em. Không tin là không ăn được cái tem này các bạn. Vui sở bố già cứ chọc được gậy lần hai toang hết ở đâu nữa anh em. Không ngăn lại được cái lượt bố già chọc mới cây mới đau anh em. Cây thế nhờ. Ok. Đây. Uma ra cũng không kịp anh em. À ơ nhìn. Chúng ta bắt bài Katakuri anh em, đúng rồi, bắt bài Katakuri xem nó có lên đậm mà cũng còn không sợ không kịp đến lượt đấm anh em. Kệ cái thử phán nhờ. Thử chưa thử sao biết được anh em. Biết đâu Katakuri kịp nên đấm thì sao anh em. Để xem Katakuri kịp nên đấm không đó các bạn. Nếu kịp nên đấm thì mới ok được, còn không kịp nên đấm thì coi như toang. Ramba. Ô mà đấm có ulti các bạn. Ừ, mà ngăn chặn được một lượt được kìa. Ừ, nghe chừng có vẻ ổn đấy các bạn. Được. Hay quá. Ô. Thế mà mấy ngày hôm nay tôi lại không nghĩ ra bài chuồn này các bạn. Đấy, Katakuri để làm gì các bạn? Đấy, Katakuri là để hỗ trợ lúc này này. Trời ơi, đúng bài luôn ạ. Trời ơi, quá ok luôn anh em. Giờ lại bảo không win đi. Đó. Trời ơi, con bài tẩy đây rồi anh em. Con bài tẩy của tôi đây rồi. Con bài tẩy của tôi đây rồi chứ đâu anh em. Đồ Flamingo ulti nào. Ô Flamingo ulti nào. Con bài tẩy đây rồi chứ đâu nữa anh em. Ui Kalina nó ulti quả này. Lại hòa đá hai đứa. Rồi không sao. Cố lên vẫn ăn được mà. Không lẽ nào lại thua hai tướng hỗ trợ như này các bạn. Vô lý. Không lẽ nào lại thua. Ulti nào. Ừ. Không lẽ nào lại thua anh em. Rồi win qua màn. Ok, vậy là sau anh cố gắng cuối cùng cũng qua được trận này rồi các bạn. Ai chà, cuối cùng qua được trận phát này rồi anh em. Ngon cơm. Tầng 500. Tầng 500 coi không. Không có delay anh em. Rồi bắt cháu Kata ra được rồi. Ok. À quên tôi chưa đổi thuyền nữa các bạn. Thuyền bị để sai kìa. Tôi bị để sai thuyền nữa các bạn. Một cào, hai cào. Number 1, 2. Lại là tem này à. Đánh hơi toang đấy các bạn, đánh tem này hơi toang đấy. Không biết đâu được. Đang đà may anh em. Đó, lâu cứ vượt tí này nó lại ngon các bạn. Đấy, đi liên tục thì chắc đã hên. Nên lâu lâu đi tí thôi lại ngon. Ôi dồi luôn. Bỏ 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 bỏ. Trận này coi bỏ anh em. Trận tiếp theo nào. Ôi dồi, ôi dồi. Quên trận này có win thì cũng chưa làm được gì các bạn. Chiến lại nào, đổi lại vị trí thuyền. Thôi, tạm thời này thế này thôi anh em, chứ đi cũng chưa nổi. Đấy, mốc 500 sau tôi sẽ vượt sao sau. Ok, đâu clip này thôi, xin phép anh em tại đây nhá. Nào mọi người clip theo và anh em đừng quên nhập code mới và chuẩn bị hốt quà của Lamy thôi. Giờ thì